Hello everybody. Okay, now we learn the new word first. Dương chập đàm riêng biệt mấy sẵn môn năng dương cho mê riêng tìm bảy bảo dương. A ride. Want. Started. Cooked. Stopped. Played. Rod, reel, reverse, bank, hook, fishing pole, solid, cloud, sand, saw. Okay, tập dừng cho sắc xa mì riêng bao nhiêu. Okay, everybody. Bất tỏ bị phong ban sắc xa bị thầm mây này mì riêng tì bay hai. Dương chắc đang riêng mì riêng tạm đó. A day fishing. Fishing cứ stu trai với con đề xa. Mình là đề xa trai là ngày mùi. Lực nông mì riêng này cứ lực lưu an bỏ prai bằng dưa loại phong bốn tạm lục đáp lây tổng bố. Mì riêng tạm đó. Nó bị đến cứ miên khôm lõng trong ở ổn chè bọn lía ca thua đầm lá ca phía tay đặc cả dù rùm tớ cứ ở ổn school phí cam phía tay đặc cả nâng dù đang bằng than tiết ông phí tùm rộng kê sắp tay đặc cả nó không phí xa ổng kê sau mà chia sẻ phong đá dùm bộ rõ của một khó school đại lục lưu bằng lý nó không bị thổ lý để cả miên lá đòi ạ chết thần rất có sâu xong lấy đồng khan ở ngoài ngồi nụ và a day fishing my weekend ngày trong sọc đá rồi bọc nhộm look at the three picture rồi lấy mơ rụp hiệp bấy who are the people tao mà nụ mìa tặng ở nắng cứ chết là nà nó có nông rụp hiệp we are they tao phụ kế nâu ai nà. What are they doing? Ta phụ kế cầm phúng thua vậy. Ok, look at the picture. Listen to the recording and check your answer. Stop. So recording, I will check your answer. Chúng tôi chạm stop recording nữa. Stop. Tiếng stop hay chlai xong lô ta bốn ai chlai xong lô và rửa ọc phần tế bốn ọc lại bàn tế bốn chăm tim chùm lại bốn mở ta bốn chlai nó cứ rửa ọc tape script 1.3.1. Last weekend was great. I woke up early and met my friends outside the cafe close to the school. We had a volleyball match against another school in the province. We played them 2 weeks ago. But the last time we played against this school, we lost. We didn't want to lose again. So we practiced every day. We played brilliantly and we won easily. After the match, we stopped at a restaurant in the town to celebrate. My friends had lots of food, but I didn't eat anything because I was so excited. It was so good. Last weekend, I studied for my chemistry test. I was so unhappy. I'm not very good at chemistry, so I have to study very hard. I studied upstairs most of the day. My mom cooked lunch for me. So I did have a short break at around noon, but then it was back to work. I didn't stop all day. Some of my friends went to the cinema, but I didn't go because I was too busy and I had to do the same thing again on Sunday. It was terrible. I went fishing last weekend and it was great. I went with my dad and my sister.
We drove for about 1 hour to get to the river. We were all very excited. My little sister sat and watched my dad for an hour so she could learn how to fish. I caught lots of fish, but my sister didn't catch any. We didn't eat any of the small fish. My dad decided to put them back into the river because they were too small to eat. My dad caught the most fish, but guess who caught the biggest? Yes, it was me. I had a fantastic time. I really liked fishing, but my sister didn't like it at all. End of tape script 1.3.1. Listen again. Who said these sentences? Fry, we, put tea, ate, him, and he beside in your notebook. Okay, now I want you to listen the recording again. 3.1. Last weekend was great. I woke up early and met my friends outside the cafe close to the school. We had a volleyball match against another school in the province. We played them 2 weeks ago. But the last time we played against this school, we lost. We didn't want to lose again. So we practiced every day. We played brilliantly and we won easily. After the match, we stopped at a restaurant in the town to celebrate. My friends ate lots of food, but I didn't eat anything because I was so excited. It was so good. Last weekend, I studied for my chemistry test. I was so unhappy. I'm not very good at chemistry, so I have to study very hard. I studied upstairs most of the day. My mom cooked lunch for me. So I did have a short break at around noon, but then it was back to work. I didn't stop all day. Some of my friends went to the cinema, but I didn't go because I was too busy, and I had to do the same thing again on Sunday. It was terrible. I went fishing last weekend, and it was great. I went with my dad and my sister. We drove for about 1 hour to get to the river. We were all very excited. My little sister sat and watched my dad for an hour so she could learn how to fish. I caught lots of fish, but my sister didn't catch any. We didn't eat any of the small fish. My dad decided to put them back into the river because they were too small to eat. My dad caught the most fish, but guess who caught the biggest? Yes, it was me. I had a fantastic time. I really liked fishing, but my sister didn't like it at all. End of tape script 1.3.1. We played them 2 weeks ago. Dương ban lên phụ viên vì sắp đa cần lo cơ hội. Ta chưa vụt thí, rưu có hiến, rưu có vị sật. Nó nít cái đã thao vụt thí. Vụt thí. B. I studied for my chemistry test. ខ្ញុំរៀនសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគីមីរបស់ខ្ញុំ. C. My dad caught the most fish. ប៉ារបស់ខ្ញុំបានចាប់ត្រីបានច្រើនណាស់. D. I caught lot of fish. ខ្ញុំបានចាប់ត្រីជាច្រើន. Caught មកពាក្យ catch. But my sister didn't catch any. ក៏ប៉ុន្តែ sister របស់ខ្ញុំមិនបានចាប់បានខ្លះទេ.E. We didn't want to lose again. យើងមិនចង់បាត់វាម្ដងទៀតទេ។ព្រោះយើងមិនចង់បាត់វាទៀតទេ។ព្រោះយើងមិនចង់ចាញ់ lose នឹងឥឡូវនេះចាញ់បាទចាញ់មែនបាត់ទេចាញ់ I didn't stop all day. ខ្ញុំបានឈប់ពេញមួយថ្ងៃហ្មង All day ហ្នឹងគឺពេញមួយថ្ងៃមិនគ្រប់ថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺ All day ហ្នឹងគឺពេញមួយថ្ងៃ What did they say?តើពួកគេបាននិយាយអ្វី? Did នឹងគឺជាគេសព្ទជំនួយក្នុងការបង្កើតប្រយោគអតីតកាល Put the verb into the past simple. ដាក់គេសព្ទទៅក្នុង past simple. Write the answer សរសេរចម្លើយនៅក្នុង notebook របស់អ្នក A. I woke up នឹងគឺ I woke up earlyand met my friend outside the cafe close to the school. ខ្ញុំបានភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយបានជួបមិត្តភក្តិមិត្តមកពាក្យមិត្ត
ban chụp mật vẽ đầu khẳng cáo hang gồ phê close to nó cứ chết mệt bật ấy nó nó chết nâng xa là close to B we had hell nó thì chỉ had we had a volleyball match dưới miên ca bật cuộc ba tiền muối tôi nâng xa là xe tiết mình này chỉ mùi xa là xe tiết nó không khác C my friend at lot of food at nó một sự xe A T E lot of food but I didn't eat anything D after the match bần tỏ bì ca bật we stop at a restaurant dương chúc nó ai phô chân hình thản in the town nó có nông tì krong to celebrate tam bay property stop nó nghiêng xe thaym phì mùi tiết bằng thaym y đi vì chì kê sạch tiền toàn I studied nó nghiêng lục vai trên thaym y đi I studied upstairs nhóm riêng đâu chọn lỡ most of the day mình đã rõ thằng ngày I really like những thêm đi để sao vì miền y ấy nhóm chơi chất tui stray mình tên mình là sao stray mình tên còn mình tên sister bọc nhóm nó mình chơi chất bia to là sao vì at all nó cứ to là sao G I went fishing last weekend and it was great. Go nó cứ tôi chỉ went W-E-N-T. I went fishing last weekend and it was great. H. We drove một bit dry. Nhưng đồ ai tôi chỉ ô mà. Nghe? Drone đồ ai chỉ ô mà drove for. Nhưng bạn bạc bò. Rịa P và hai chia mùi màu one hour about bởi thật và hai phốn ở rịa P mùi màu đồng bây tự đo tuần lệ Ice we decided những thêm đi mà dương xung bà chất đồng bây đặt very small fish trai tội nữa ở vì tục nông tuần lệ mình regular or irregular cái sắp tiền toát rứa có mình tiền toát look at the verb relate mơ cái sắp nộp nóng sẽ cam một hiệp 4 weeks are regular ta mùi ná regular mùi ná irregular draw the grid cuộc xài nó nộp nóng notebook hay sẽ xây chậm lại chứng stop yeah, stop chứng phone ai mơ rõ kê sạp mà lơ ni ta mùi ná vì regular mùi ná irregular đây là cụ bây giờ mình chẳng biết thèm ý đi thèm lục vai thèm ai ý đi nữa là regular phone xe luôn ai mốt what is the pronunciation ta mình ca có phải kia vậy ở xung tốt ta cao trên xung lê này y đi cứ vậy ta vì chữ thấp rồi có chữ đỡ rồi có ít chẳng rai thấp đỡ rồi có ít nó chọc nóng phải dụng đi mùi đi mùi nó không nộn bụng rồi bỏ nè chẳng nó không ca bình trên xung lê kê sập tiền tốt dương thêm y đi dương chân pro kỳ sập nắng ơi tôi chia tay cá thì chỉ kỳ sập tôn tỷ bấy cứ dương còn cả thêm y đi bờ sân vì miền ý dương thêm tại đi bờ sân vì miền vai cái bài sạ dương thêm y đi còn tới bờ sân cái bài vai nó vì miền trình đấy kỳ đồ so vai thì chỉ ai y đi để biết ta đi nhớ kỳ đồ so vai thì chỉ ai y đi ấy con ông ca bình trên sầm lấy cứ miền bảy sầm lấy thấp xong lấy đỡ hay nâng xong lấy ít chẳng bốn trăm sẽ đọc nè, listen, check and repeat ta vì chưa xong lấy đỡ rồi có thật nó trong mà chọc đi bị play chọc one ấy study ấy my mom cook ấy ghế thật rồi có đỡ we stop thật rồi có stop đỡ nhé we arrive đỡ rồi có we arrive thật như là dương bản thật đỡ thật lưu khăn mó thì trên xuống đây càng trong nó tích
tập ôn chăm đọc. Tape script 1.3.2. Listen, check, and repeat. A. We played them 2 weeks ago. B. All of my team really wanted to win. C. I studied upstairs most of the day. D. My mom cooked lunch for me. E. We stopped at a restaurant. F. We arrived at the river. Two truths, one false. Be but mùi khó. Sing out three sentences about yourself in the past simple. Two sentences should be true. One should be false. Tell your sentences to your group. Can your group guess which is false? Can you guess which of their sentences are false? I went to the cinema last weekend. I ate chicken last night. I ran to school this morning. Ran một việc run. Yes, I did, but I didn't go to the cinema last week. I didn't think you ran to school. The one that got away. The one that got away. Mind the picture with the phrases from the box. Write the answer in your notebook. A rod and reel. The river bank. A hook. A fishing pole. Fishing line. Warm. Okay, tập ôn ai số C do lục hiệp không nắng do mò cục cò lúc là do biển do mò xây bàn thế như vậy mùi nát đong sần tui lại sần tui nữa sai dương sụi trái và đạp sụi trái nữa sai rọ sụi trái nữa vì vậy vẫn một lễ mình lại sần tui đong sần tui hoặc xài sẵn tui đằng cầu mày đang nơi á phòng nó đằng cầu nơi nó chứ mình đã chỉ rod and reel river bank hook fishing pole fishing line wall. Look at the picture. Who is in the pictures? What happening? The group of prayers about iPhone study. Last weekend, Bishop went fishing with his dad and his sister. Ca bịt ngày trong sập đà môn, Bishop bàn cho tôi trái chỉ mùi nằm bà bọc quát hay nằm ôn sài bọc quát. Mua ở sông tốt, bà đai là bọc bọc quát mần tấu tê. Vì bố niêng mần chẳng tôi lấy bọc ôn sài bọc nền tê. Bà đai là bọc Bishop got up crowd with day people them by cook them by chấm ăn hà pel prực ឲ្យ គ្រួសារ sa bọn niêng vì sất hai nâng sister bọc quát mình bàn crowd with day thế rồi hốt đó chết mong from bay nearly vì phụ phụ kê bàn tàu để dù vì sất hai nâng ở phục rồi bọc quát hộp hà pel prực là thông mùi hộp hẹt mùi bị heo. Có bần tay sister bà quát mần miên ở vầy tê bị bước liếng rung phập về too excited. Bần tốt bì hà bè bước vụ kê thằng ốc bàn cho tục nông làn got into một việc get. Hai làn ở chục nông làn hai cái chân nhầm là set off khi chân nhầm là set off. Vậy nó bế ra phụ kê một đoàn nó ai tuần lễ phụ kê bàn khơi cần lại đoàn ốc xa mũi là bầy tui trầy.
nơi cao một lúc nơi đàm chờ thổng shoot tree vì sất pra đoàn sân tui thamay là bỏ quạt xài đoàn sân tui nhớ là sân tui kê nên nó đoàn tui là tùm đỡ bất kì mẹn phà chờ phà ấy bộ ôn bỏ quạt younger sister nó cứ bộ ôn xài thí đà bàn bàn pra fishing rô tê niêng pra đoàn rửa xài chờ rửa xài về vì sất ban ông cô yàng xin ngạc có bàn tay sister bỏ quạt mình ẩn quấy dạng xin ngạc tề niếng nâu tại cho hai đa cho là tàu một tuần lễ liêm liêm lúc tu rồi bỏ phí sắt bàn tàu vì là lịch này còn tập phí sắt nghĩa tàu đầy lấy drill and very soon to fish and safely tàu chiến nó lời chiến hay chập chập lúc trai nó cứ về safely là về đòi sự vật à ai chạm chạm nó cứ trai đòi sự vật được phiền lâu một tuần lễ không rửa về trai nó cứ tối nè để cho nên bị sệt nó ban tổn lệ vì tiền bìa mà tổn lệ vì tàu nông tập quen nó ông long về bờ nó bị sệt nó ban chập trai chỉ tràn khót mà bị kẹt có vật tay thì đá mình ban chập ban cả tề ở bốc ở bờ bị sệt nó ban chấm ăn trai muôi nó không chấm nòng trai thùng nó ở nắng có vật tay bị sệt mình ban chấm ăn trai cả tề bị bướu quạt bên chật để bướu quạt lần này vật tốt bây giờ ngay trong bị sệt ban đã nồi xây tiền nó lừa phải tuổi nắng môn về là quạt bàn chỉ tu float cũng phải chỉ tu cái mình ăn một bữa quạt bàn đá dạng du float nó mình là để dừng học để biểu để suy thấy cái mình đã cho là đi chắc là vào lên đó đi sụp kia lịch bằng đoàn tiệt mình đây tha xua nhưng hát làm xua à cho đại tấn à một cái học đồng bọn các cái học sinh nên đồng bọn đường đi à một xua lịch tìm xua lịch à lo tiền thì rất chập chập lâm thả lâm thả còn nó cứ ba tuổi trai thông mùi hụt mà phụ ban thầy thông mùi tuổi ban thầy thông mùi còn chi diêm reel in it reel it in quát chi yếm sao sai thì thầy dương mù sai bật sai tin cho mình nhớ bạn có vận tải trai nâng khăn nè đọ lai tui thamay mà nó cứ bị ám mày nè đòn sự tui thamay nó cứ bị cầu mà bèn ô mà cầu có vận tải trai nó cứ nâu tả hai chi ngay bị quật quạt bàn sải tàu buộc quạt ở một chuỗi quạt còn ta buộc quạt bàn bàn lư quạt sải tê vì sắt phọt phọt mà bị phai bàn về trái mà phai nửa tỷ mà tới chết mà phai nửa tỷ và nó pê là pleem pleem lúc đong đong này lại này sải lại sải nó có bàn đạch hơi mà xịt vì hơi trái là thông mà xíu thì bị chịu chân cùng khang món là mà siêu nằm bàn tàu vì sất bàn rốt tàu bốc là bọc quạt này ở bọc quạt nó là bài bạc quạt thao với cả làng vì sất bàn chạp bàn trầy chán ngày nó hay quạt nó cứ chơi chất ca tui trầy về lấy tui trầy bọc quạt bàn tên có bàn tên sister bọc quạt nó cứ mình bàn chạp ấy tê bàn ấy tê nếu mình chơi chất tui trầy tôi là sao nó phê đẹp vì sất lọc tàu sẽ là riêng với nó ngày chán ngày chán nó nè rốt nếu bạn đáp rương là bác quát thế nào the one that got away rương bác quát trong lòng chân chân nhưng bác sân bốn đáp cả bọ prai bọ cru và toàn thế bốn ai đáp lạng vĩnh ai xô mà chia sẻ trong bố ca bọ để đọc đáp một bà này về khắc vì thế ô khi ông khắc thọt mà phải chết lưu mọc bì mọc bầy
chết lưu nó bằng chứng ạ. Nghi xua thọt rồi bật sân thọt về thằng ngày chung cá từ số xung lê nhận định ngày này cứ thọt về thằng ngày mong số xung lê có lòng cả đàn bằng tay nhé mê riêng này hãy chung cá ọt rằng bây phong xung lê nhận định thọ xó nhé bạn xong là chết sai phong đá. I'm scribble the word in bracket to answer the question. Write the answer in your notebook. A. Did Pisset go fishing with his father and his brother? He didn't. His went with an dead fishing note. Chứng he didn't. He went fishing with his dad and his sister. Chứng ôn ai riệp tam lục đập unscrabble luôn ai mất và tam ca bỏ prai càng lớp ôn mơ rô đó. You did or didn't pra biệt did rưu gọt didn't ní đầm bay sơ xê xùm lùa ông pi pi sạch chẳng biệt did ní cứ chia kỳ sập chùm lùi nông ca bằng ca bởi dục xùm lùa ở tay ta ca. Nhi cứ chết đi đến mới ra bằng cách bởi dụng bạc sách nó ngờ tay đặc cảm. Chẳng nó bếp ôn trong bằng cách xung lùa tay đặc cảm lấy dừng dụng biệt định. Mình mẹ ta ơi ta bê là tay đặc cảm dụng đi từng ổ tế. Bằng tay kê rìa sập. Vì mình tùm rộng chìa tay đặc cảm rồi mặc hai nóng cả bằng cách chìa xung lùa lúc. Rồi gọi đi đến lúc. Và vì mình tùm rộng về rồi chìa sạch. Chẳng nó không chùm lệch ní được lưu lưng bằng hai với chìa co bị xếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bà sân bọn trong chú bán lúc bọn ai chô từ mờ YouTube và lục rú bay chú mô thác khôn dần thí bọn nâng khơi nha. Bà hộp sát nông lần. Miền về chú coi thì chẳng rộp rồi video nông lần bọn khơi nha. Bọn trong mờ bị ấy bọn vầy mờ là chờ được việc năng tốt ôn trong đơn vị ca bà việc xăm any bà việc might many bà việc will I would chứng bồn mơ cơ chú này. A. Where did Pisset go last weekend? Ta Pisset ban tuần na ca việc ngày trong sập đà môn. He went fishing with his dad and his sister. Where did he sit? Ta quật ông quý nô ai nà, mình đã ban ông quý nô ai nà. Under the shade of a tree tree. Nơi cao một lúc này đàm chơ thùm mùi. Did he catch many fish? Yes, he caught a lot of fish. Chẳng catch à tay đá cá cứ caught. Did his sister catch many fish? No, she didn't. Why did he catch the big fish? Because the fishing line broke, people that don't sent to những cực bạc. Complete me column, then try and find someone who has doing the same thing as you at the same time and write their name. Lại này là cựu ở bàn. Hồi bồn thừa thế để xa dừng. Thừa cả. Xe chấn hay lục lưu khó ra bình dưa lục ôn bốn. Mặt bà nói bốn thưa ca chỉ cụ thể. Chấn what did you do last night? What did you do for my new year? What did you do on your last birthday? What did you do last weekend? What did you do on your last holiday? Mấy luôn nhau mày. I went to, I didn't go to, I visited, I didn't visit. Chẳng nó bây nào kia đi đến ấy gặp thầm ý đi đi đêm. I had up, I didn't have us. I played, I didn't play. Nhưng ấy tập bây đi đến hơi vì tùm rộng đau với nhé kì sao. We ate, we didn't eat kìa nhé. Ate nhé tay chắc cả. Tập bây tùm rộng đau với cực eat. Vẫn tới nó bây nào dừng đặt đi đến cứ dừng đồ đi dự ate. Eat với nhé. It all went wrong. Đi tận ổ nâng miền bành hạ hai. Look at the picture, where are they? What do you think went wrong with their fishing trip?
Fishing trip nó cứ đầm nào cũng xa suốt trời. Quickly read two texts and at about be a learn. What was the problem in each story? Ta miên bà nhà ấy nó không rướng đi mua nhìn mua nhìn. Nari from Poulsan. Nari mok pi Poulsan. Last time ka pi pe mun, I went. Khiom ban to stu trai, pa hai chi bay khai mun. Bay khai ngon long to hai. Khiom ban to chi mui mật phẹo mùi krong, pi salarien. Dương ban to băng thông mối nơi chết công phong luồng. Dương tay tay chong to stu trai. Có phần tài mình phải bọc nhóm mình chọn tàu tê vì bố phụ kế cực thá. Cá tui trái cứ xâm rạp tài quên phó. Phần đồng. Lúc bây giờ dương một đọc bấn vì mình chọn lặn. Hói mình bọc bọc ngồi ngực nó lừa mình. Pí rứ gọc bày mòn rồi mọc vì chạp rạm liền. Mình phải bọc nhóm bàn tên áo liền, rèn khổ. Có bản thân khi mình bàn dọc mùi đi thì vô việc cả đầu hai mình phần lưu bà tật nó phê được giống chạy trên bình tiền. Eventually, chỉ dựa xa hẹn, eventually, giống bàn chập ra mẹ rộng ta rộng nghĩa, sao hai nâng miserable. Miserable nếu mình ta dễ bị rộng với ngang mình là ó miserable. Đây viết, đây viết cứ đây mới theo về tình yêu. Vâng. My friend mất vẻ rồi bỏ nhóm bàn chạp trái tội vui rồi có trái thùng à trái tội vui nữa có một tác khi mình bàn chạp là tê chúng còn tại ảnh quay nâu một tuần lễ hà liền lòng liền đó à rịa với bà mò nhóm bàn xong rồi mất vẻ rồi bỏ nhóm bà sân dương ai tộc tiệt khla chồng tộc tiệt có một tác khla mình chồng tộc tiệt tê. Phụ kế trong sản nâu. Trong nâu. Vì bùa. Ơ lực lục bỏ phải lại đi xa thầm mây hỏi. Mật phẹo bọc nhóm bàn chạp trầy mùi rưu gọt trầy phí. Có bản thác nhóm bàn chạp là tê. Nhóm còn tạo ổng quý. Một tuần lễ nâu hạp liếng dạy phê pram màu. Nhóm xong rồi mật phẹo bọc nhóm. Thả tác nhóm ai tục tê ọt. Mật phẹo khá trong tục tê. Có bản thác khá mình trong tục tê tê. Vì bố bố kê chồng nâu. Bố kê chồng nâu. Vì bố ta bố kê miệng ở sở bài. Để chứ nói dương nâu tin luôn. Bày màu tiền. Môn này dương. Chỉ dạy sát hẹt nước bạn đã vầy với tà lọc tàu khốn nóng. Làm bò lương rồi bỏ dương vầy. Dương gọt bà tà lọc tàu cần lãnh. Để miễn phần lưu trẻ tật. Tàu sẵn sàng. Xong bắt from Kompot. Xong bắt mô bi Kompot. Khiếm bàn tôi sử dụng trái nó thường ngày tì đọc bì khai ở bờ rớt kà vì chân là môn khiếm chọn chăm thà kà phát chạy lúc nà kà bè vì lý lúc vì bố bìa cứ chết thường ngày cô cầm nọt ở bọc nhóm bù rồi bọc nhóm bàn dọc nhóm hai nâng bồn sợi bọc nhóm tao sử mất xâm rạp sử dụng trái quát mình bàn dọc bọn bọc nhóm bọc nhóm tao tê vì bố quát chọn nộp tè ai mơ bà toàn quát bàn tôi sử dụng trái nó không quát bàn từ tuổi trai in a small motorboat nó không là tuốt đại miên mà sân tội mùi nơi chết cỏ rồng vía cứ chết ngay đó là o miên sơ tay mình miên cho là tê hạt lý nó sơ tay mình á sơ tay mình miên cho là tê hay bà tất nó cứ shining của bông mình chênh như là smay. Bọn sợi bọc nhóm chư nó là tụ mà phê xích mà mẹ rõm chư là chư nó là tụ. Vì bố ta là lọ, chẳng bố là lọ á. Quay quay nó cứ là lọ. Có bà tác khi mình mẹ rõm chư tê, còn là khi mình chư tê, mình bọn bố là lọ ấy tê. Vì bố, nhóm bình chật viên nà. Xót xót mà biện xình, nhóm cất tha về ọ cha. Bố bọc nhóm lăng thá, rồi biệt tụi trầy, đi xa trầy. Còn bản tác khi mình đăng ta được biếp đi xa trái dòng bạch tê, rồi xuôi trái dòng bạch tê. Vì chứ này bố được bọc nhóm bằng hai anh pháp nhóm, vì được biếp đạng nối nó lơ lại sẵn tui. Dương biên ca sở bài dị rí, đọc ọc trà. But after, còn bản tác bản tòa pi mùi máu, một tô trong rằm sân lơ tụ nó cứ chụp.
Hãy dừng mình ai bình chạy viêm đoàn tiết bàn tề. Nhưng phải nà, skia. Còn bình tế phù bọc cho mình phải tề. Còn bàn vì lạc, nè xung ra. Nó về đại dương, tớ chứng ngay vì sọ, vì à chân là à thả à. Khang khang chân đấy nâng, sọ. Sọ nó được xì sọ xì xài nhá. I didn't know. Khi mình đang thảo quay đặt trời thua tê được chứ nè. Khi mình sẽ hơi có bọc đầy bọc nhóm. Bọn sẽ khi mình phải là quạt nó cứ quạt phải là quạt mình sẽ được có bọc đầy bọc quạt tê quạt nóng quay dạng xiếm nào khẳng khỏi tụ thì dẫn xa hẹt nó mà nụ mà nìa miền tụ này sạch thông mối bàn lưu dương sẽ hơi có chui dương tà lọc mò à thang mình xó đi khang nế nó. Nhưng mình dùng có bàn tay bong sợi bọc nhóm sợ bài chết nát được về là có tà lọc một cái lại đấy quỳnh solid nó mới là solid ground đầy rắn đầy đầy, đầy cốt á để nên dùng match a word cú con bia tao nâng ăn tầng đầy bọn bia sổ xê chồng lái nó không buộc bọn nè. Chúng bớt sân phôn bọc đạp cả bọc prai lục rùa toàn tế bọn hạch mơ xa lần với nhá. Eventually, shore, cloud, wind, sun, solid. Chúng kia bây giờ là the land đây nó tam khang khang đây xa một rửa bầm. Anh đang hỏi cái shore. Vì khi có dân dùm này đài miên trùng hay đồng bồn hay đồng thuyền hay anh đâu khẳng cỏi. Anh đang kia thay cái quen nha nghe. To hell đồng bay miền phần lưu blue clan lưu môi sign strong material và thuộc đại rừng nè yeah, sorry after long time eventually yes I had after long time meaning that after long time where the rain nó về đã phiền mà nó bị chứng eventually nếu mình thấy after a long time mình đang bận tỏ bị bê dũ eventually này thông ra cái này chỉ dẫn xa hai đó và đây bốn khá ổn tổ dô này nâng này xa mánh nha bật tỏ bị bê dũ mọ chứng bốn mơ thằng này true or false read the text about Nary and Sambat in activity 2 again. Are the sentences true or false? Write your answer in your notebook. Chúng bốn phơi luôn ai mắc lại nè, cảm biệt nè, ai sẽ bàn thế luôn được vào bốn. Cũng ai lúc rồi sẽ bạp lộ, bốn hộ chẳng á. Complete the complete the question with correct word from the box. Ask the question to your partner. Chúng bốn mơ nè, bốn ai phơi luôn ai bàn thế. Mình bring, mình call. Bring a tight account to keep broad, caught, wanted, won. Feel that you fail, catch that you caught, feel that. Feel that you fail, well, well. Tùm rung, bà chú bán bí well, ạc miền đi. Sao, sao thích nhưng broad. Broad nó bị bring nhưng, won, wanted, sao, sao thích nhưng. Chúng bốn ai một bánh bán thế. Who wanted to go fishing? Who didn't? Phật luôn ai thích mất. Answer this question about Sambat. Chẳng buồn ai thôi luôn ai mong cái này. So often on các bạn trong này về lý một mà bị tổ và cru bị đau một đời chọc đời mình lùm lòng. Nó không bị đến tỉ bày đi. Chẳng so mà chia sẻ con bọn ở kia rồi cả một liền ở bọn cru cả an cả thon cả chỗ xung quanh ấy năng và ổn ổn complete không liên phong và sân ổn ổn không liên tế cứ mình đã ổn chết phần lần và chúng liên tiếp ổn 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 ổ